À, thì như các anh chị biết á, phụ nữ mà sau sinh á, thì em thì cũng có một đứa con gái. Khi mà sanh xong á, thì cái body của mình nó không có được như ý mình mong muốn. À, ai cũng nói là người gầy hết, nhưng mà thực sự là đang vác một cái bụng rất là to. Nhưng mà sau khi mà cam kết với cái chương trình SS30 á, thì sau 3 tuần mà em trải nghiệm những cái sản phẩm này thì kết quả rất là tuyệt vời. Cái bụng của em á, gọn hẳn luôn đó chị Vân. À, có nghĩa là xuống bao nhiêu pound hay là bao nhiêu size quần không? Mình có để ý Dạ, cái đó không? lúc trước thì size size 2, có khi size 3, nhưng mà bây giờ em mặc được size 1 rồi. Tại có những cái quần mà size 1 á thì em try được, em mặc mà em cảm thấy nó thoải mái rồi. Dạ, còn lúc trước đây thì phải mặc size 2, có khi là size 3 mới được. Rồi cái cách của em dùng là như thế nào? Thì cũng như trong chương trình á, thì cách của em dùng á, thì em ăn ăn thức ăn á, thì em không có ăn nhiều tinh bột nữa, mà em ăn nhiều rau, nhiều trái cây. Rồi buổi sáng á, thì tập thể dục. Còn nhưng mà có những ngày á, thì không có thời gian để dậy sớm đi tập thể dục, thì có em có ráng đi bộ, đi tới đi lui, ráng đi làm sao cho đủ 10.000 bước. Tại vì giống như sau sanh á, thì em không có, cái cơ thể của mình không có chạy được, mà cái nhiều khi 4 phút á, mà chạy thì nó hơi mệt. Cho nên là ráng đi cho đủ 10.000 bước rồi tập ngồi này kia vậy đó. Rồi buổi tối thì uống 4 viên T-Green trước khi đi ngủ, và cứ đều đặn như vậy, thì sau 3 tuần là em cảm thấy kết quả rất là tuyệt vời và em rất là happy. Còn cái protein thì em dùng lúc nào? Protein thì em dùng thường là em dùng buổi tối, tại vì cam kết là buổi tối không có ăn nhiều, cho nên là thường thường là dùng buổi tối cỡ 5-6 giờ, thì lúc đó là đi làm nail nguyên ngày, là tới giờ đó là bắt đầu đói rồi, thì em uống protein vào lúc đó. Rồi tối về thì chỉ có ăn, nếu mà đói hay gì đó thì ăn thêm trái cây hay này kia thôi, về uống T-Rin trước khi đi ngủ. Nếu mà em thay đổi như vậy thì cơ thể của em có ok không? Có thích Sau ứng khi được? mà tham gia cái chương trình này so far là được hơn 3 tuần rồi, thì em thấy là cái cơ thể của mình nó khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Tại vì thông thường á, em á, đang là làm nail, tại vì khi mà làm nail các anh chị cũng biết là phải ngồi rất là nhiều, rồi mình không có thời gian để mình ăn đều đặn như những công việc khác. Có những ngày khách đông thì mình thường là mình bỏ bữa, xong đó thì tối về mới bắt đầu là ăn dồn dập và ăn rất là nhiều, thành ra cái bụng rất là dễ bự. Nhưng mà khi mà cam kết với cái chương trình này á, thì không có ăn bề bộn như vậy nữa, mà thường xuyên là pack theo trái cây, pack theo rau để mình ăn trong những cái lúc đói, hoặc là sometime biết có những ngày ví dụ như trước lễ Thanksgiving rất là busy, thì thường là pack theo protein để uống thêm nữa, cho nên là ăn uống có kỷ luật hơn. Rồi khi mà cam kết với cái chương trình này á, thì rèn cho em được cái tính kỷ luật, là mình đã cam kết rồi thì không có ăn bậy bạ nữa, không tối có thèm ăn hay là này kia cũng không có ăn nhiều nữa. Coi như là muốn đẹp thì phải trả cái giá cam kết đúng không? Dạ đúng rồi đó chị Nhưng mà Vân. nó rất là đáng. Dạ, nhưng mà nó rất là Rất đáng, là tại vì đáng. không có chỉ là đẹp đâu chị, mà tại vì cảm giác mang cái mỡ trong người nó cũng rất là khó chịu, mà em nghĩ là cái sức khỏe nó quan trọng hơn. Khi mà mình cam kết với cái chương trình này rồi thì bên cạnh cái đẹp thì mình còn có cái sức khỏe cho mình để lo cho gia đình nữa.